Trước những hình ảnh về bộ trang phục biểu diễn có huy hiệu lạ của Đàm Vĩnh Hưng trong live show Ngày Em Thắp Sao Trời đang nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa đưa ra phản hồi liên quan đến vụ việc này. Theo đó, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng. Trong chiều 7 tháng 5, phía sở sẽ làm việc với nam ca sĩ và báo cáo về Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng trên trang cá nhân vì không muốn câu chuyện bị đẩy đi xa. Anh cho biết trang phục lấy cảm hứng từ một thiết kế trên sàn diễn thời trang quốc tế mà mình yêu thích do Tuấn Trần thực hiện. Nam ca sĩ khẳng định các huy hiệu đi kèm là phụ kiện trang trí bình thường, không có một ẩn ý nào như các trang mạng đang dẫn dắt. Đàm Vĩnh Hưng nói anh lên tiếng giải thích để khán giả nắm bắt, tránh những thông tin tiêu cực liên quan đến dự án âm nhạc của mình. Nam ca sĩ 7X mong mọi người chọn lọc thông tin để tiếp nhận. Ông bố một con cũng đưa ra quyết định không sử dụng trang phục này tại show diễn ở Hà Nội sắp tới.